Chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ làm trận đấu thú vị giữa hai sinh vật to lớn và có rất ít kẻ thù trong môi trường của mình. Voi đồng cỏ châu Phi và Tyrannosaurus Rex. Một, tổng quan. Một, voi châu Phi. Voi đồng cỏ châu Phi hay còn gọi là voi bụi rậm châu Phi, voi savan là một trong hai loại voi châu Phi cùng với voi rừng châu Phi. Đây là loài voi lớn nhất còn sót lại của bộ có voi và là loài động vật lớn nhất trên cạn ngày nay. Có một dạng đặc thù của loài này là những con voi sa mạc sống trong các vùng sa mạc khô cằn. Về đặc điểm, những con đực to lớn có thể có khối lượng cơ thể lên đến 7,5 tấn và cao trên 4 mét. Những con voi cá nhỏ nhất thì chỉ có thể cao tới 2,7 mét và nặng 3 tấn. Nhìn chung với tầm vóc khổng lồ của mình, trên thảo nguyên châu Phi hầu như voi rừng không hề bị động vật nào gây hấn, kể cả những mảnh túi xanh mồi. Tuy nhiên, voi rừng cũng có thể bị đàn sư tử giết chết nếu đi lạc vào lãnh địa của sư tử. Voi đồng cỏ châu Phi có tai to nhất trong số các loài voi. Ngà voi đồng cỏ châu Phi dài tới 3 mét và nặng khoảng 15-20 kg. Cả voi đực và voi cái đều có ngà. Voi có một trí tuệ xếp vào hàng đứng đầu trong số các loài vật. Chúng có khả năng ghi nhớ rất tốt. Voi đầu đàn thường dùng khả năng này để dẫn đàn đi chuyển để tìm nguồn nước và thức ăn. Voi giao tiếp bằng cách phát ra hạt âm. Về tập tính, voi sống thành đàn ở những savan và đồng cỏ. Mỗi đàn gồm có một con voi đầu đàn là một con voi cái già nhất trong đàn. Các con voi cái và con của chúng có đực non sẽ rời đàn khi 10 đến 15 tuổi. Chúng sẽ gia nhập vào các nhóm voi đực. Voi đực khi rời đàn và giữ liên lạc với đàn cũ của mình. Tương xứng với kích thước của chúng, voi ăn mỗi ngày hết 225 kg cỏ, lá cây và uống hết 200 lít nước. Voi dùng vò của mình để vơ cỏ lên miệng để ăn hoặc là hút nước rồi phun vào miệng khi uống. Với những cành cây ở cao, voi dùng vò bẻ cành hoặc dùng ngà hút đổ cây. Voi cũng có thể ăn quả trên ngọn cây bằng cách đứng dưới gốc để các loại khỉ trên cây ném quả xuống. Người ta cũng phát hiện voi ở vùng hồ Cariba cũng ăn cả thực vật thủy sinh. Về sinh sản, vào mùa sinh sản, voi cái phát ra những tín hiệu đến voi đực. Ngay lập tức những con voi đực tập trung gần đàn và bắt đầu đánh nhau. Con voi đực chiến thắng sẽ được voi cái cọ sát vào thân với voi đực. Đó là tín hiệu đồng ý giao phối. Sau đó mỗi con một ngã nhưng vẫn giữ liên lạc. Khi mang thai, voi cái rời đàn để đẻ con và nuôi con trong một khoảng thời gian trước khi trở lại đàn. Trải qua quá trình mang thai tới 22 tháng, dài nhất trong số các động vật có vú, voi cái sinh ra một chú voi chỉ cao 1 mét và nặng 100 kg. Voi con bú sữa mẹ trong suốt 5 năm đầu đời và trưởng thành sau 10 đến 15 năm. 2. Tyrannosaurus. Khủng long bạo chúa là một chiếc khủng long chân đốt lớn, gọi Tyrannosaurus Rex, thường được gọi là T-Rex. Khủng long bạo chúa sống trên khắp khu vực ngày nay là Bắc Mỹ. Khủng long bạo chúa có phạm vi rộng hơn nhiều so với các loài khủng long bạo chúa khác. Nó là thành viên cuối cùng được biết đến của loài khủng long bạo chúa. Giống như các loài khủng long bạo chúa khác, Tyrannosaurus là một loài động vật ăn thịt, có hai chân với một hộp sọ khổng lồ cân bằng bởi một chiếc đuôi dài và nặng. So với chi sau to lớn và mạnh mẽ, chi trước của khủng long bạo chúa ngắn nhưng mạnh mẽ bất thường so với kích thước của chúng. Có hai móng vuốt. Mẫu vật hoàn chỉnh nhất có chiều dài từ 12,3 đến 12,4 mét. Mặc dù T-Rex có thể phát triển đến chiều dài trên 12,4 mét, cao tới 3,66 đến 3,96 mét ở hông. Mặc dù các loài động vật chân đốt khác có thể cạnh tranh hoặc là vượt quá kích thước của khủng long bạo chúa như Tyrannosaurus, Tyrannosaurus vẫn nằm trong số các loài khủng long ăn thịt lớn nhất được biết đến trên cạn và được ước tính là có lực cắn mạnh nhất trong số tất cả các loài khủng long trên cạn. Cho đến nay, loài động vật ăn thịt lớn nhất trong môi trường sống của nó, Tyrannosaurus rất có thể là một trong những kẻ săn mồi đỉnh cao, có thể săn những động vật ăn cỏ bọc thép, những con vị thành niên như Ceratopsian và Ankylosaurus. Nó có thể săn cả sauropod. Một số chuyên gia cho rằng khủng long này chủ yếu là một loài ăn xác thối. Câu hỏi liệu Tyrannosaurus có phải là một kẻ săn mồi đỉnh cao hay chỉ là một kẻ ăn xác thối thuần túy là một trong những câu hỏi gây ra rất nhiều tranh cãi trong suốt thời gian qua. Hầu hết các nhà cổ sinh vật học ngày nay đều đồng ý rằng T-Rex vừa là một kẻ săn mồi nhưng cũng là một kẻ ăn xác thối. Không có bằng chứng nào cho thấy chúng không thể làm một trong hai việc này cả. 2. Phân tích trận chiến. 1. Về kích thước, voi đồng cỏ châu Phi cao 3,2 mét ở vai và nặng trung bình 6 tấn với con đực, cao 2,2 đến 2,8 mét ở vai và nặng 3 tấn với con cái. Con voi lớn nhất được ghi nhận nặng đến gần 11 tấn. Còn T-Rex cao trung bình 3,6 mét ở hông và nặng 8 đến 9 tấn. Còn T-Rex lớn nhất cao 3,9 mét ở hông, cao 4 mét ở đầu và nặng 10 tấn. Như vậy, sẽ ở mức trung bình T-Rex to lớn hơn. Ở mẫu lớn nhất thì to ngang nhau. 2. Về tốc độ, voi đồng cỏ châu Phi có thể chạy với vận tốc 40 km/h, còn của T-Rex chỉ là 27 km/h mà thôi. Tuy nhiên tốc độ chạy cũng không quan trọng đến trận chiến, vì tốc độ di chuyển quan trọng hơn nhiều.
T-Rex khá chậm, trong khi Voi cũng chậm nhưng vẫn khá nhanh so với kích thước của nó. Về tốc độ mình sẽ cho cả hai ngang ở nhau. Về vũ khí, Voi có thể sử dụng chân trọng lượng lớn để đè đối thủ, và Voi cũng có thể lao vào tông T-Rex. Cái vòi của nó cũng rất khỏe, có thể nâng một con trâu rừng châu Phi nặng từ 500 đến 900 kg. Ngoài ra chiếc ngà rất to cũng chính là vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Chúng có thể dài đến 3 mét và có thể sử dụng để đâm hoặc là hút. T-Rex có thể sử dụng đầu, hàm, thân và đuôi. Đuôi to và nặng của T-Rex được sử dụng để cân bằng trọng tâm cơ thể, có thể sử dụng để tấn công hay là quất. Hàm của T-Rex cũng rất mạnh, trên 5 tấn, mạnh hơn cả là cũng long Tyrannosaurus với lực cắn từ 4 đến 5 tấn. Vũ khí cả hai đều có những vũ khí rất nguy hiểm. Tuy nhiên, mặc dù Voi có nhiều vũ khí hơn, tuy nhiên vũ khí của T-Rex lại mạnh hơn và nguy hiểm hơn. Về trí thông minh, T-Rex mặc dù là khủng long ăn thịt nhưng có não to hơn và thông minh hơn khá nhiều so với các loài khủng long ăn thịt khác như Carnotaurus, Triceratops hay Spinosaurus. Voi là một trong những loài động vật thông minh nhất. Chúng có thể suy nghĩ phức tạp, có thể bảo vệ lẫn nhau hoặc tỏ ra thương tiếc cho cái chết của đồng loại. Voi là loài động vật vô cùng thông minh. Chúng có bộ não lớn nhất trong số các loài động vật sống trên đất liền, với tế bào thần kinh nhiều gấp 3 lần so với con người. Một nghiên cứu mới đây cho biết là voi có thể hiểu được cử chỉ của con người mà không cần huấn luyện hay là thuần hóa. Về kỹ năng, T-Rex hay săn các con mồi như Edmontosaurus nặng 4 tấn, Corythosaurus nặng 3,8 tấn. Thậm chí nếu chúng thực sự liều lĩnh và can đảm thì chúng thậm chí có thể săn được cả Triceratops nặng tương đương hoặc là hơn mình. Mặc dù điều này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, voi đồng cỏ châu Phi không có kẻ thù tự nhiên. Từ những con sư tử đực nặng 250 kg, hà mã nặng trên 1 tấn, hay thậm chí là cả tê giác thậm chí còn nặng đến hơn 2 tấn, nhưng chúng cũng không phải là đối thủ của voi, đặc biệt là voi đực. Những con voi đực cùng chiến đấu để giành bạn tình. Nếu như con voi cái thường sống theo bầy thì voi đực thường sống đơn độc hoặc theo một nhóm gồm những con đực. Ngay cả khi ở một mình thì chúng cũng không sợ bất kỳ kẻ thù nào. Về kỹ năng thì T-Rex dĩnh hơn do phải đối đầu với những kẻ thù nguy hiểm hơn. Voi cũng chưa đấu với đối thủ nào lớn và nguy hiểm như T-Rex cả. Trong khi đó, những con mồi của T-Rex đôi khi cũng có thể nặng tương đương với một con voi châu Phi. 3. Tổng kết. Do ở mức trung bình T-Rex lớn hơn voi, nhưng ở mức lớn nhất thì cả hai nặng ngang nhau, thì mình sẽ chia ra 2 trường hợp. A. Đối với hai con lớn nhất, T-Rex và voi đồng cỏ không lệch size nhiều, nhưng có cùng trọng lượng. Trong trường hợp cụ thể này, T-Rex có vũ khí tấn công vượt trội, một vết cắn đúng chỗ có thể gây tử vong cho con voi. Nhưng một con T-Rex cũng có khả năng cắn như vậy nếu nó tấn công bất ngờ. Tuy nhiên đây là một cuộc chiến thẳng thắn và công bằng. Con voi biết cách bảo vệ mình trước những vùng dễ bị tổn thương đó. Một vết cắn của T-Rex vẫn gây thương tích nghiêm trọng cho con voi, nhưng một vết cắn sẽ không làm con voi bất lực và khiến nó không thể tiếp tục chiến đấu. Nếu T-Rex có cấu trúc không chắc khỏe bằng voi, điều đó cùng với sự gia tăng tính không ổn định vốn có của dáng đi 2 chân so với dáng đi 4 chân, giúp voi có trọng tâm vững hơn so với T-Rex. Có nghĩa là mặc dù có vũ khí tấn công của voi không mạnh bằng T-Rex, nhưng một đòn hút hoặc là một có đà duy nhất của voi, cho dù là bằng cách lao vào ngà hoặc là đâm vào lồng ngực, có khả năng gây tổn thương nghiêm trọng cho con T-Rex. Với trọng lượng lên đến 10 tấn mà phải chịu một lực mạnh như vậy thì nhiều khả năng chúng cũng có thể bị gãy xương hoặc là bị tổn thương nghiêm trọng, kể cả là các cơ quan nội tạng, có thể gây ra những vết thương tương đối nghiêm trọng cho T-Rex. Và nếu như con voi có thể quật ngã T-Rex, nó sẽ không bỏ qua cơ hội để giẫm chết T-Rex hoặc ít nhất là làm bị thương nặng nó. Dù vậy, điều này vẫn rất khó xảy ra vì T-Rex cũng có kinh nghiệm và kỹ năng tốt hơn voi nhiều. Cả hai đều thừa khả năng gây ra những thiệt hại đe dọa tính mạng cho đối phương chỉ trong một đòn đánh. Điều đó có nghĩa là kết quả của cuộc chiến sẽ phụ thuộc vào hành vi. Đây là lúc mà bản năng của động vật săn mồi và con mồi bắt đầu xảy ra. Con mồi có khả năng phản ứng bằng cách chiến đấu với sự tuyệt vọng và sức sống mãnh liệt, bởi vì thua cuộc chiến này đồng nghĩa với cái chết. Nhưng kẻ săn mồi không phải chiến đấu là vì sự sống của nó, mà là vì bữa ăn. Một bữa ăn không đáng để mạo hiểm tính mạng trong hầu hết các trường hợp. Một kẻ săn mồi có nhiều khả năng phản ứng với một cuộc chấn thương nhỏ trong cuộc chiến lớn bằng cách lùi lại và tìm kiếm một bữa ăn dễ dàng hơn. T-Rex thường rút lui khi tất thế trước Triceratops. Mặc dù có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho nhau, T-Rex vẫn có tỷ lệ thắng cao hơn từ mức 70% trước voi lớn nhất ở thế giới hiện tại. Điều này còn phụ thuộc vào độ dài của ngà nữa. B. Ở mức kích thước trung bình, trường hợp này sẽ dễ đoán hơn. Một con T-Rex trung bình nặng hơn một con voi đực trung bình ít nhất 2 tấn. Vì vậy, tỷ lệ thắng của con T-Rex cũng sẽ cao hơn ở mức 85%. Cho dù kết quả như thế nào, lựa chọn khôn ngoan cho cả hai là tránh một cuộc chiến không đáng có để khiến cả hai đều phải trả giá cho mạng sống của mình. Tuy nhiên, dù sao ở trận bắt đầu này, mình nghiêng về con T-Rex hơn.
Ok, video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.